cô chả làm được cái tích sự gì cả, chỉ có biết tiêu thôi. Đấy, rất nhiều các anh chồng sẽ nói các chị em là như thế, vì các anh hàng tháng phải đóng tiền cho các chị em để sinh hoạt mà. Thực ra trong gia đình nhà mình thì hàng tháng mình cũng vẫn phải chuyển cho vợ một cái khoản cố định. Đấy, để lo cho cuộc sống gia đình. Còn lại thì vợ mình cần gì thì mình báo mình chuyển thôi. Tức là ngày trước ấy thì cái tư duy mình nó không được như bây giờ đâu các bạn ạ. Nhưng bây giờ tư duy mình nó khác rồi. Mình cũng thoải mái hơn, mình làm ra thì cũng để cho vợ con tiêu thôi đúng không? Miễn là tiêu trong tầm kiểm soát chứ không phải là chiều chuộng, tiêu vô lối. Tại vì là cái nguyên tắc của người thành công ấy thì cái vấn đề tiết kiệm nó cũng rất là quan trọng nha. Đấy, mà mình gặp rất nhiều các anh chị, các những cái người rất rất là thành công, có rất nhiều nghìn tỷ rồi mà bây giờ họ vẫn rất là tiết kiệm. Họ không phải là tiết kiệm kiểu bùn xỉn đâu, mà là tiết kiệm thông minh, tức là tiêu không vô lối các bạn ạ. Đấy, nói như thế để anh em đỡ ý kiến. Nhưng mà gì ạ, trong cuộc sống gia đình có rất nhiều các anh mình lại thấy như này, hay chê trách vợ con là chỉ biết ăn biết tiêu. Đấy, chỉ biết là gì ạ, dùng tiền của chồng như này thế kia. Nhưng chúng ta cũng phải biết thông cảm với nhau, vì vợ mình đã phải hy sinh thời gian chăm sóc con cái, hy sinh cả công việc của mình để mình đi làm. Thì nghĩa vụ mình chiều chuộng vợ mình một tí, hoặc là đấy là cái nghĩa vụ của thằng đàn ông chăm sóc gia đình hàng tháng ấy, thì là các bạn đừng ý kiến. Đấy, chúng ta đừng ý kiến với vợ con cái việc đấy nữa. Và nếu có thể thì chúng ta hãy cố gắng kiếm nhiều hơn để cho vợ con mình cuộc sống nó tốt hơn. Còn lại nếu chúng ta thấy đúng là nó quá đáng thì theo mình thì nên ngồi lại nói chuyện với nhau để chúng ta chi tiêu làm sao cho nó hợp lý. Chứ còn vợ chồng chúng ta hạn chế nói những lời tổn thương nhau, vì sợ lắm một lần nói ra thì sau này nó thành là gì ạ, cái thói quen ấy, cứ động chạm phát là lại nói làm tổn thương nhau thôi. Tại vì khi cãi nhau mọi người đều cố gắng làm tổn thương nhau nhá.